Gỗ Bích Xanh xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay Gỗ Bích Xanh có thời gian giới thiệu cho các bác sản phẩm tiếp theo về cái bàn trà Gỗ Bích Xanh. Ở đây là một cái bàn trà Gỗ Bích Xanh khá là to. Hiện tại tôi đang để một ấm và một cái 6 cái chén như này. Và nó cũng khá là rộng rãi thoải mái. Sau đây tiện đây tôi sẽ đo kích thước các bác để tham khảo. Bề ngang nó khoảng độ xin lỗi, bề dài nó khoảng độ tầm hơn 60 các anh nhá. Bề ngang chỗ rộng này nó khoảng độ tầm 32 33 cm. Đây, cái bàn trà này thực ra là một miếng gỗ bách vàng nguyên khối. Anh em thì có làm ở bên này. Cắt phẳng đi và để tạo thành cái lòng bàn trà bên này. Còn bên này là một cái cục của gỗ thì vẫn còn để nguyên. Tôi sẽ xoay các bác tham khảo nhé. Còn khá là liền lạc và to các bạn. Và độ dày nó khá là lớn. Để tiện tôi sẽ quay các bác tham khảo luôn. Kích thước ở chỗ này, chiều cao này nó khá là cao các bác nhé. Đoạn này nó cao lên khoảng tầm 20 cm các bạn. Là cái chỗ cái cục này lên. Thì các bác nào mà đục đẽo hay làm gì ở chỗ này thì rất là thoải mái các bác nhé. Gỗ rất là liền lạc và không có vấn đề gì đâu. Còn cái bàn này nó nặng khoảng độ 8 cân rưỡi các bác nhé. Bàn này rất là nặng luôn. Đây mặt sau đây các bạn, gỗ hoàn toàn liền lạc các bác nhé. Có cái miếng gỗ nó như thế nào thì cứ để nó như vậy để anh em chế tác ra thôi. Đấy, chỗ này cũng khá là dày các bạn. Chỗ này cái chỗ mỏng nhất thì nó cũng dày khoảng độ 10 phân. Còn nó vắt vát vào bên dưới một xíu các bác nhé. Tôi quay để các bác tham khảo. Bề mặt của nó thì cũng khá là đẹp các bạn. Bề mặt nó không có lỗi nước gì đâu. Chỗ này thì nó còn hơi có một tí chun. Camera thì tôi đang để hơi xa, tôi không quay lại gần các bác xem. Chỗ này có một vài vết thủng nhỏ nhỏ các bác nhá, nói chung là không đáng kể lắm. Tôi cũng quay lên các bác xem thôi. Cơ bản đây một miếng gỗ bách vàng, nó liền nạc và nó rất là đẹp. Khá là ok các bác nhá. Và sản phẩm này tôi xin báo giá luôn. Nó có giá là 2 triệu rưỡi bao ship. Vì cái này nó rất là nặng, thành ra là tiền ship nó cũng rất là tốn các bác ạ. Mong các bác thông cảm. Các bác nào mua hàng có thể liên hệ với số điện thoại Zalo hiện trên màn hình. Các bác nếu thấy video hữu ích có thể cho shop xin một like và nhớ đăng ký kênh để nhận những video về các sản phẩm mới nhất của shop. Một lần nữa xin cảm ơn các bác xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại.